Xin chào các bạn. Bây giờ đi ra vườn mót trái cây các bạn ơi. Thì hôm nay trời hơi ấm ấm nắng nắng các bạn. Trời bây giờ thì khoảng 6 giờ chiều rồi, có nắng như vậy á là ấm lắm đó. Được có ngày hôm nay ấm thôi, mấy ngày hôm trước rất là lạnh. Thì bây giờ mình sẽ ôm những cái rổ này, mình đi tìm tất cả trong khu vườn mình có cái gì thì mình hái hết mình bỏ vào đây nha các bạn. Đó, mấy ngày hôm nay các bạn yêu cầu ra hái dâu đi cô ơi, không biết dâu hôm nay có trái nào không, chưa kiểm tra nè các bạn. Thì bây giờ mình cầm máy, các bạn theo dõi mình hái những trái cây trong vườn như thế nào nha. Rồi, trước tiên mình sẽ thăm những thùng dâu hôm nay xem có trái gì mà để cho mình hái được không ha. Thì mấy thùng dâu cả tuần rồi đó các bạn, mình chưa có tưới nước. Thấy trời lạnh đó cho nên núp luôn ở trong nhà không tưới mà dâu vẫn ok ha. Tại trong cái thùng này nó còn giữ ẩm được đó các bạn. Thì bây giờ mình xem dâu hôm nay có trái nào không. Wow, chưa có thấy trái nào mà thấy cỏ đây nè. Có hoa nè. Có trái nào không? Wow, cái trái này nó chín rồi nè các bạn. Trái dễ thương nè, mấy bữa mình ra mình quay còn sống đó, bây giờ chín nè, thấy chưa? Dễ ghét thiệt, nhìn cái trái ngộ quá ha. Không có giống trái dâu chút nào, nó méo mó tùm lum hết mà nhìn dễ thương quá chừng. Tươi thiệt là tươi. Bây giờ mình sẽ hái trái này nha. Cái trái gì đâu mà chắc thêm ngày hai ngày nữa là chín đẹp lắm ha. Đó, hái. Wow, ngon chưa? Lâu lắm rồi mới có cảm giác này lại nè. Đó, hái một trái đầu tiên bỏ vô đây, xem hôm nay có thêm vài trái nào nữa không nha. Cái rổ nào đẹp vậy không biết các bạn. Cái màu nào hợp với trái dâu này? Màu này hay là màu này? Chắc mình thấy màu này đẹp hơn ha. Ok, màu này thích hợp hơn. Cầm rổ này. Rồi, thùng thứ nhất thì mình tìm được một trái rồi. Thùng thứ nhất á, thì mình hái được có một trái thôi à. Còn mấy cái chùm hoa này để lại ha, ít bữa nữa. Đó, bên này có chùm nè, dễ thương chưa. Ít bữa sẽ chín hai trái này ra hái nha. Đó, hái sớm sớm, mấy hôm sau này nó rình đó. Đó, mấy hôm sau nó rình, nó tới nó liếm mấy trái dâu trước mình là mình hết hái. Rồi, ở đây nữa nè, thùng thứ hai. Thùng thứ hai cũng nở hoa nè. Đó, wow, có hình trái gì đây nè. Trái gì mà tí tía màu đỏ đỏ trắng trắng. Như vậy có hái được đâu. Có con gì ăn không vậy? Nhìn cũng tròn quin nè ha. Căng tròn mà chưa chín. Cái trái này nè, đó, nó chín rồi. Mà nó bị lạnh đó các bạn, nó khô rồi cái da. Mình hái nha. Nhìn cái trái cũng thương quá chừng luôn. Nó lạnh, nó đỏ sẫm luôn các bạn. Nó đỏ đậm, thiệt là đậm. Wow, được một trái nữa nè. Hôm nay được hai trái dâu, thiệt là đã nè. Wow, đựng cái rổ này nhìn sang quá ha. Còn nữa không? Dâu ơi, dâu, còn nữa không dâu? Mấy ngày hôm nay mấy trái dâu này nó ở ngoài này không có mình ra làm bạn. Tự lớn. Đó, tự lớn không có ai tưới hết trơn. Đây là trái thôi, để ngày mai đi ha. Cái trái này nó chưa có chín lắm. Nè, chùm hoa đây nè. Đây, một chùm nè. Thấy chưa? Đó, có vậy thôi. Chút xíu nữa mình sẽ tưới nước. Cái trái này thì chưa chín không hái. Rồi, thùng thứ hai đã tìm xong ha. Hai thùng có được hai trái cũng được rồi. Wow, thùng này thùng thứ ba nè. Ngày trước thùng thứ ba này là nhiều trái nhất mà bây giờ hết trơn luôn rồi, không còn ra hoa nữa nè. Ở dưới này đó các bạn thấy không? Đang chuẩn bị ra hoa từ dưới gốc nè. Đó, dưới gốc là đưa lên cao là nó nở ra một chùm luôn. Wow, ở đây nữa nè. Mấy cái dâu này lạnh mà cũng ra hoa, thấy tội nghiệp quá ha. Thôi, được ba chậu dâu rồi, không có trái nào. Qua chậu thứ tư. Chậu thứ tư xem có trái nào không.
Mấy ngày này không tưới dâu, dâu nó hơi khô nè. Nó khô quá. Nhìn đẹp chưa các bạn? Cái hoa nở thiệt là tươi ha. Cái trái này nó chắc. Thèm quá, nhìn trái này thèm chua thiệt đó các bạn. Muốn hái trái sống vào ăn quá à. Đó, tiếp tục tìm của thùng thứ tư. Có cái trái này nó chưa gì, nó đã đụng vô nó đã rớt rồi. Thùng thứ tư nè, ra mớ nè. Nhìn ngon ha. Nhìn chắc ăn sống chắc giòn lắm á. Giòn rụm luôn á mà chua. Nói tới đây là muốn ăn với muối ớt với dầu sống quá các bạn ơi. Mấy ngày này bệnh cảm lại thèm chua. Đi mua một mớ cóc về ăn luôn. Mua trái cóc đó. Được có mấy chùm vậy thôi. Lười biếng chăm sóc dầu, để dầu khô quá đây nè. Thùng thứ tư đã xong. Rồi. Thùng thứ mấy đây? Thùng này thùng dâu bạch tiết nè. Dâu bạch tiết đâu có ra cái gì đâu. Ra hoa ra gì đâu. Đợi dâu bạch tiết sang năm đi ha. Bạch tiết thì trồng sát với dâu bubbleberry. Bubbleberry nè. Nó rộng quá, sợ quá các bạn. Hoa gì đâu mà nó chen chút nè. Bu nhẹ nhẹ sao có con dĩ nó núp vào trong không. Wow, bubbleberry thiệt là tốt. Nó thích hợp mùa thu các bạn ơi. Nó ra hoa dễ thương. Đó, trái chín nè không. Wow, ở đây có một trái chín này các bạn. Bubbleberry. Trái chín thiệt là đỏ tươi, đỏ hồng chứ không. Màu hồng hồng. Đó, các bạn thấy chưa. Trái ăn thơm lắm các bạn. Tuy nó nhỏ mà nó thơm. Nhưng mà nó không có giòn, nó mềm các bạn. Những trái cây nào mà thơm thì thơm lại mềm. Đó, hái trái này nha. Wow, nửa trắng, nửa hồng, nửa đỏ. Nhìn đẹp quá. Bỏ vô đây, được mấy trái rồi. Wow, mấy trái này nó nằm. Đó, được chừng này là có ha. Rồi, dạ chắc ok ha. Các bạn một mớ trái xanh, trái non đang ra nè ha. Quá chừng luôn. Còn đâu nữa. Ở đây, wow, ở đây nó ra trái nè. Bubbleberry ra trái nè. Chỉ lớn như này thôi à. Ra cỡ này cái nó chín đó các bạn. Quá chừng nhóc trái nè. Để mình tưới thêm nước cho hoa nó kết trái nha các bạn. Quá chừng là hoa luôn. Lười biếng tưới quá. Ở đây có trái bự nè. Ok ha. Nhiều quá. Rồi nó rậm dễ sợ chưa các bạn. Rồi qua thùng thứ 7. Ấy, có trái gì không? Tìm đi, tìm đi. Wow, cái cọng của nó tốt quá ha. Cọng của nó bự, thiệt là bự. Lá nè, khô, trơn lạnh. Tội nghiệp chưa? Xem dưới này có không. Wow, một trái này các bạn. Nhìn đã chưa? Trái này đẹp ha. Trời lạnh mà nó chín cái trái, đẹp quá chừng. Để mình quay sao cho nó rõ cho các bạn xem nè. Quay quanh, thiệt quanh, 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 quanh. Cho các bạn xem cái trái của nó này. Dễ thương thiệt. Đó. Nhớ quá các bạn, lâu lắm rồi. Chắc tuần hai tuần gì đó mình không được cảm giác hái dâu. Bây giờ hái sao mà nó nhớ dễ sợ luôn. Đó. Đã chưa. Một trái thiệt là ngon nè. Mấy trái luôn á. Wow. Cái trái đẹp chưa. Đó. Để đó đi. Rồi còn nữa không. Ở đây nữa nè. Đây một chùm nữa nè. Hái luôn nha. Wow. Đã thiệt. Hai trái nữa nè. Cưng quá à. Rồi còn nữa không. Còn nữa không ta. Coi vén ở dưới này còn trái nào. Mình rất thích là trồng dâu nó đổ xuống nó ra lòng thòng thôi. Sang năm đừng có cắt ngó. Để cho nó thòng thòng xuống nó đổ trái nó mới đẹp. Có trái nào nữa không? Hết rồi các bạn ơi. À, hết rồi. Rồi qua cái thùng thứ 8 này. Thùng cuối cùng này. Xem có trái nào núp ở trong thì mình hái. Nó thùng này chắc không có quá. Tại mấy bữa mình kiểm tra không thấy hoa. Bây giờ không có hoa thì không có trái.
hết rồi các bạn ơi. Đó, phòng thứ 8 không có. Thôi, hái được chừng này dâu thôi các bạn. Đó. Mấy ngày hôm nay các bạn cứ nhắn tin, cô ơi ra thăm mấy thùng dâu nó lạnh như thế nào rồi, bây giờ nó như thế nào rồi. Thùng dâu trị view thì hôm nay chỉ có mấy trái như vậy thôi các bạn. Nó hườm hườm. Các bạn thấy chưa? Nó vậy thôi. Nhìn những thương ha. Đó, năm này dâu trị view nó già rồi hay sao á. Để mình đổ đất ra, mình trộn phân lại, mình trồng lại. Năm sau chắc sẽ tốt hơn ha. Wow, có cỏ vô đây nữa nè. Rồi hôm nay dâu trị view chỉ có một chùm hoa như thế này. Đó, hoa dễ thương chưa. Rồi bên này một chùm trái, có một trái hườm vậy thôi à các bạn ơi. Hái còn sót lại một trái ở đây nè. Đó, dâu này nè. Nhìn cái trái ngon chưa. Trái chắc thiệt chắc các bạn. Trái này cắn vô chắc giòn rụm luôn á. Wow, nhìn nó lạnh á, nó lớn á, nó nén lại các bạn. Chắc nụi à. Ngon ha. Đó, cái chùm dâu này khô rang khô rúm mà ra được cái trái. Thấy thương thiệt, hái. Wow, nhìn ngon ha. Bỏ vô đây. Hôm nay cũng được nhiều chứ bộ, nhiều hơn một trái. Để xem mấy trái, 2, 4, 6, 8. 8 trái nhiều hơn trái, đúng rồi. Tính đúng rồi đó. Nói chuyện mắc cười quá. Đó, hôm nay mình sẽ thu hết những trái dâu của những chậu dâu nhỏ nhỏ mình mới mua nè các bạn. Trái này chắc ngon lắm đây. Nhìn cái trái đỏ tươi, thiệt là đỏ tươi. Đã chưa? Trái gì đâu, không có cái đầu nhọn mà có bằng ha các bạn. Nhìn dễ thương. Đó, ấy. Quá ngon ha. Một trái vô đây. Đỏ nhất đám luôn. Ở đây. Ở đây chưa, mình chưa kịp hái, nó khô rồi đây nè. Mà vẫn còn ăn được, hái luôn nha. Mấy ngày mua về rồi để đây không có tưới nè. Nó khô khô. Trong này có một trái bự chưa nè. Wow, trái này đỏ đẹp quá. Nhìn tươi thiệt là tươi. Đã thiệt đó. Cái chậu thì chút xíu xíu ra cái trái bự chưa các bạn. Đó, chậu dâu mới mua mấy ngày, bây giờ chín mùi rồi, hái. Ngon chưa nè. Đó, đỏ tươi. Thiệt là đẹp ha. Đó. Dâu người ta trồng với dâu nhà nó khác nhau hả? Ủa, người ta trồng nó căng tròn hết trơn. Mình trồng ở nhà bón ít phân quá. Cái trái của mình nó chắc, chắc nụi luôn ha. Trái của người ta nhìn có vẻ nhiều nước, của mình thì nhiều chất xơ, nhai rộp rộp. Cái nào ăn cũng ngon. Đây có một chùm nè. Chùm này bao giờ mới chín nha? Chắc 2-3 ngày nữa chín đó các bạn. Thì mình sẽ thu hết, xong rồi mình đem cái gốc cây này vô nhà mình trồng các bạn ơi. Rồi mình lấy thêm một mớ dâu của mình nữa, để mình đem vô nhà mình trồng thử. Thử nghiệm năm nay mùa đông trồng dâu trong nhà mấy chậu cho vui thử sao ấy. Quá tự nhiên không hái. Giờ để nó đen là tội nghiệp chưa. Nó lạnh quá các bạn. Đó, lạnh nó đen thui luôn. Thay cái dâu thấy thương quá. Thôi hái để xuống dưới đi. Wow, trái này còn được không? Trái này còn ngon nè. Hái trái này. Đó, giống dâu trị view thiệt là đã nè. Lúc trước chắc mình mua giống thùng dâu trị view là giống dâu này nè. Trồng thời gian nó nở nó đẹp lắm. Cái trái ngon ha. Đó, hôm nay cũng nhiều nhiều dâu. Nhờ mấy chậu dâu mua nè. Còn mấy trái toàn ten nè các bạn. Đu đưa, rung rinh, dễ thương. Đó, ngày hôm qua mình hái là ok rồi đó các bạn ha. Hôm nay nó hơi yếu xìu xuống một tí. Tại lạnh quá. Một trái. Hái được một trái rồi. Còn trái này hái luôn ha. Màu đã chưa. Ăn chất ngọt liền luôn á. Ngọt sợt, ngọt sợt. Đó, được mấy trái dâu. Trái này chắc mấy ngày nữa chín nha. Nè, còn mấy chùm bông nè. Cái giống dâu này nó mạnh lắm các bạn. Nó lên khỏe lắm, cho nên mình thấy cái giống dâu này là mình mua liền. Trái đã chưa? Trái này chắc mình hái đi. Chút nữa vô ăn cho nó ngon. Mình thích nhất là cái trái như thế này.
ăn đã lắm, giòn tan. Rồi các bạn được một mớ dâu hôm nay chứ bộ. Ngon ha. Đó. Còn trái nào? Trái nào ok. Một ít cà chua nha. Cà chua hôm nay cũng chín nhiều nè. Nhiều hơn mấy bữa đó. Đụng vô là rớt liền. Một trái đầu tiên. Dễ thương chưa? Rồi còn nữa. Đây, cái trái này chưa kịp hái đã rớt. Bỏ vô đây luôn. Cà chua bóng đẹp ha. Trời lạnh mà không có mưa thì không bị nứt, có con nhện. Nhện đâu mất mới thấy mà. Đây. Wow, ngon quá. Chút xíu nữa vô dầm đá đường ăn thử ha. Mùa đông thì thấy trái cây lại nhiều á. Thấy trái cây ít lại thấy quý ha. Mùa hè thì quá chừng luôn, bây giờ lạnh xuống nhìn mấy cái trái này quý hơn. Thương chưa? Đây có một trái nè, nó khô cái nhánh rồi. Đó, hái như mày ăn cả 2-3 tuần chưa hết á. Mình để nó 1-2 ngày nó chín rồi cái mình bỏ vô tủ lạnh. Mình cất ở đó rồi mình ăn từ từ. Wow, 2 trái nữa. Hôm nay thu cũng ok ha. Mấy trái cà chua bi này ở trên này cũng chín nữa nè. Wow, ở đây có một chùm luôn các bạn. Cái này bị nứt rồi, uổng chưa? Bỏ đi. Rồi trái này nó lạnh quá, hừ mình cũng hái luôn. Ngon chưa nè? Đó, đỏ đỏ, vàng vàng, xanh xanh, có đầy đủ màu. Rồi xem trên này, đây có trái này. À, rớt rồi, rớt mất tiêu rồi. Ba trái rồi. Đây nữa. Trời lạnh á, các bạn thấy chim chóc ở đâu nó bay về trên cây thông nó làm tổ. Trời nắng á, thì không thấy chim bay, mà trời lạnh lại thấy chim bay về hay ha. Rồi ở trong này có một chùm mình mới thấy đâu mà. Đây nè, ở dưới này có một chùm nè. Hái đi chứ đụng nó là nó rớt. Rớt đây nè. Cà chua này ăn hết sảy nè. Ngon lắm. Còn gì nữa? Mùa Halloween nó sắp tới rồi các bạn ơi. Halloween thì ngày tối ngày 31 tháng 10 là lễ Halloween đó. Lễ có một ngày thôi. Lễ đó thì mình đi ra chợ đó, rồi mình ra những cái chỗ shop áo quần đó các bạn. Mấy cái siêu thị lớn á, người ta cho kẹo ở trong á. Cái tiệm nào người ta cũng cho kẹo. Mình vô đó mình xin. Các bạn hỏi mình ngày lễ là chính xác là ngày nào vậy chị? Ngày nào vậy cô? Thì ngày 31 tháng 10 nha các bạn. Này, cây cà chua màu cam của mình hôm nay không biết có trái nào chín không. Thì trái bự này. Trái bự này sao bao giờ nó mới chín để mình hái ta? Nó sắp chín rồi đó các bạn. Nhìn cái màu nó nè. Đó, nó sắp ngã qua màu cam rồi. Cái trái này mà lỡ mà tuyết rơi bước vô nhà để nó cũng chín từ từ đó các bạn. Ở dưới này có một trái màu cam nè. Rồi bị con gì cắn rồi các bạn ơi. Mình hái thử nha. Tội nghiệp chưa? Cà chua cam, cà chua vàng gì đây. Cái trái nó bị con gì nó ăn rồi. Ổn quá ha. Lấy tới cây cà chua màu hồng xem có trái nào chín. Trái này ok. Được lấy. Trái này nữa. Thu vô nhà luôn ha. Mình thích kho cá cà chua nè. Rồi nấu canh chua. Rồi làm sốt để nấu mì ý cho mấy đứa con mình ăn đó. Đó, cà chua thì chị vô làm những món đó. Rồi cà chua trộn salad nữa. Trộn với salad thịt bò, trứng rồi đó. Ăn rất là ngon. Đây cây cà chua màu đen ha. Xem hôm nay có trái nào chín thì thu hết vô nhà. Cái trái thiệt là đẹp nè.
ở trong này chắc có trái chín nè, thấy hồng hồng ở trong này. Wow, mình đụng mình sợ nó rớt quá chừng. Nhìn trái đã chưa? Thiệt. Cả này đụng nó rớt hết trơn rồi đó. Đây là hái được một trái còn mớ rớt này. Chín này. Chín luôn. Còn chưa đen chín cái thương ha. Màu đẹp gì đâu á. Đây nè, đây có một trái chín. Nhìn giống trái vú sữa tím ha. Đó. Hồi xưa nhà mình cũng có một cây vú sữa màu tím, một cây vú sữa màu trắng. Nó chín, nó hơi vàng vàng. Đó, ngồi trước một cây, ngồi sau nhà cây. Lúc mình 8 tuổi hay sao đó, 8-9 tuổi là đã dời khỏi cái nhà đó rồi. Mà bây giờ trong giấc mơ của mình á, ngủ lúc nào cũng còn nhớ cái nhà nó, rồi nhớ những cái cây cối ở đó. Hay thiệt á. Cái ký ức của mình còn nhỏ đó, mình ngủ mình hay mơ lắm. Ước gì ở đây mà trồng được cây vú sữa ha, hái cho nó ăn cho nó ngon. Chắc mười mấy năm rồi chưa được ăn trái vú sữa đó. Thiệt. Đó. Rồi, cà chua đen thì hôm nay cà chua đen hôm nay thu được mấy trái đó. Hết chưa? Hết chưa ta? Thương ha. Mùa đông này mình tìm cách mình trồng một cây cà chua trong nhà ha. Trồng ít dâu, trồng ít rau. Mình đang tìm cách trồng đó các bạn, cho nó vui ha. Có trái hái là vui rồi. Mùa đông 6 tháng buồn lắm, không có gì hái. Ok. Đó, cà chua đen chỉ vậy thôi. Rồi, được. Chừng này cà chua. Wow, cái cà chua vàng của mình này, bây giờ nó chín nè. Nó chín mà lạnh quá, nó nứt. Nứt như vậy không biết ăn được không nữa. Nứt hết trơn rồi. Nứt rồi, để riêng cho thỏ ăn. Trái bầu thấy hoài không lớn rồi các bạn. Trái bầu như thế này không biết có hái không, hay để mấy ngày nữa cho nó lớn nha. Còn lớn mình thấy nó cũng lớn lên chút đó. Đó. Rồi. Được một ít dâu với cà chua. Đó. Wow, cái trái này ăn được nè. Cái trái này vô ăn ngọt sợt luôn các bạn. Nó nứt sơ sơ vậy mình ăn ok nè. Nhìn nó nứt mà nó khô. Nó khô, nó không có ra nước ha. Nó lành á, giống như cái da mình mà bị vết thương xong lành đó các bạn. Nhìn thương ha. Được một trái này. Chút nữa mình vô mình ăn. Rồi, còn nữa không? Wow, bên này nữa nè. Có trái chín. Đó. Chua vàng. Qua tới Mỹ thì mình mới biết cà chua vàng đó các bạn. Hồi trước ở Việt Nam mình không có thấy cà chua vàng. Không biết bây giờ bên Việt Nam có không? Đó, chắc có. Nhưng mà hồi xưa mình ở mình không thấy cà chua vàng. Qua Mỹ mình thấy vàng cái mình thấy lạ lạ. Đó. Ở trên này có đó, toàn là cà chua bị hư không à. Nó nứt hết trơn, cũng quá chừng luôn. Mấy trái này cho em thỏ ăn nè. Mớ cà chua vàng chín đấy, đã chưa? Tiếc thiệt. Trái này ok nè, ăn được nè các bạn. Ngon lắm á. Trái nào nứt quá thì cái này thôi bỏ. Cái này thỏ đâu có ăn được nữa, nó đen quá. Đó, nứt vừa vừa thì thỏ ăn được. Ok, ở trong này còn một mớ luôn. Mớ trong này sao hái. Bẻ bớt mấy cái cành này đi. Nó có trái này. Nè, cái trái này nó đỏ, không biết có bị hư không nữa. Đó, hái thì đã chưa? Cái này ăn được nè ha. Ok. Ố, nó bị gì đây? Thôi, nó bị trầy sơ sơ, không sao các bạn ơi. Đó, nhìn cái rổ cà chua thiệt là đẹp ha.
đủ màu đủ sắc hết trơn á. Khoe sắc cà chua mùa thu. Trái này, trái này chắc cho em thọ. Đây nè, đây nè các bạn, có trái này ngon nè, cà chua vàng trồng tốt quá chừng không kịp hái nó nứt hết nó. Được chừng này, hôm nay cái rổ cà chua xinh chưa, xinh hơn mọi ngày ha. Trái bầu như thế này không biết có hái không, hay để mấy ngày nữa cho nó lớn nha. Còn lớn mình thấy nó cũng lớn lên chút đó. Một mớ cà chua bi ở đây nữa nè, hái luôn. Có một mớ đậu chưa hái nè các bạn. Trái này nó nứt rồi. Trong đây có một trái cà chua này nó nứt ở trong nè. Ồ, để tôi xem nè. Wow, cái rổ này rộng quá. Nó chậm quá, mình đổ ra rổ này ha. Đó, tha hồ mà rộng. Còn nữa không ta? Mấy trái này để mình hái nó rớt nè. Trên này con trái dễ thương chưa? Nguyên cái chùm được một trái. Anh xã của mình này. Cắt cỏ cho thỏ ăn các bạn. Nuôi thỏ thấy thương chưa? Đó, con xã mình cũng cắt xong rồi cái họ lấy cái đồ cào cào lại gom một đống lại cái chừng gai nha anh. Mấy cây này gai này. Anh xã. Đó. Rồi, được một rổ ha. Mấy thỏ thích cỏ tươi mới cắt không các bạn. À, thích ăn cái cây mâm xôi gai này nè. Mình cắt hết cho nó ăn những cái loại có gai mà thỏ mê lắm các bạn, nó thích lắm. Mà mình hái mình cẩn thận trúng cái tay thôi. Đó. Đó. Buổi chiều là mình bận không có cho thỏ ăn, là ông xã mình cũng hay cho ăn lắm. Hay đưa con gái mình nuôi chị ngắm rồi, đưa con gái mình không biết cho ăn. Đó, cho ăn sơ sơ thì được, chứ ăn nhiều như vậy là mình với ông xã mình phải hái. Đó. Rồi nhét đầy chuồng luôn, giờ không thấy thỏ đi đâu hết trơn á. Giờ làm sao thấy thỏ vậy? Ăn hồi hết rồi. Các bạn xem ông xã mình không cho thỏ ăn, nhét đầy chuồng luôn. Bây giờ mấy con thỏ nè, đó, cái nắp để ăn chập chập. Đó, ngay múm miếm chập cũng hết hết trơn. Đó, mấy em thỏ, còn mấy em chuột lan đâu rồi. Đó, chuột lan cũng tham gia ăn cây mâm xôi nè. Mùa này là mùa mấy cây mâm xôi này bị cắt nè các bạn. Đó. Thỏ mẹ nè. Thỏ đen ơi. Đó, kiếm cái đồ gì để kéo đây cho các bạn xem. Đó. Mình lấy cái cây gỗ mình đè cái rau này xuống để cho các bạn thấy rõ mấy thỏ này. Đó. Gai không vậy mà nó thích đó các bạn. Coi thỏ đen nè. Ăn cả gai luôn á. Thỏ. Thỏ này mình nuôi, mình cho ăn giống như thỏ rừng. Chuột lan ơi, chuột lan đâu rồi? Chuột lan làm gì đó? Hả? Ăn gì vậy? Ăn gì ngon? Núp mà, núp này, núp chạy rồi. Chạy đâu hả? Thỏ mẹ nè các bạn. Thỏ mẹ thê lông nè. Xù xì hết trơn à. Chuột lan đen đó rồi, chuột lan đen. Chuột lan đen ơi, ra đây chơi nè. Thỏ đen, thỏ đen, thỏ đen xích qua tí nè, xích cái đít qua tí. Xem chuột lan đen nè, đó, hai con chuột lan nè, dễ thương chưa. Thò tay vô sợ gai quá chừng. Hai chuột lan đen nè các bạn. Dành ăn nè, đó. Ham ăn chưa? Thấy cưng ha, con mắt tròn xe, cái miệng cứ nhai chúng chím nhai hò như vậy. Tha hồ mà ăn đồ tươi. Chuột lan đen đó rồi. Lan đen núp đâu rồi? Chuột lan trắng này mình quay cho các bạn xem nè. Trắng với nâu nâu vàng vàng. Màu kem ha. Đen đâu? Đen này các bạn. À, các bạn nói nhớ mấy con chuột lan quá, bây giờ mình quay cho các bạn xem đó.
không có rõ lắm ha. Ông xã ông bỏ nhiều cỏ quá, ông thấy thỏ đâu đừng. Thỏ bông ăn gì đó thỏ bông hả? Thỏ bông ăn gì đó hả? Ăn nhiều quá vậy, nhiều quá à. Thỏ bông thích rờ lắm các bạn, thích vuốt ve lắm, hiền lắm. Ừ, ham ăn thôi à, có tội ham ăn. Ham ăn mà bự nhất đàn nè, bự quá à. Bự mọc quá à. Thỏ bông thỏ bông, thỏ đen mọc quá, thỏ đen ơi. Thỏ mẹ nữa nè, thỏ mẹ này, thỏ mẹ không cho đụng nè. Thỏ mẹ cho rờ miếng nè, rờ miếng đi, không cho à. Chỉ có thỏ đen với thỏ bông là thân thiết nhất thôi. Ao, có ra nhiều lắm đó, chủ đang nè. Ngon lành không? Các bạn thấy chủ đang dễ thương không? Chỉ cần ăn cỏ thôi à, sống khỏe mạnh nè, lông đẹp quá chừng. Leo trèo tùm lum hết trơn đó, ăn có chút xíu cũng bớt rồi đó. Thôi ha, tạm biệt. Ở đây có mấy trái ớt chuông nè các bạn. Trời lạnh quá, nó hơi có màu nâu nâu đen đen rồi. Mình hái vô mình ăn chứ để uổng ha. Nó chưa có đủ chín nhưng mà xào lên ăn nó cũng ngọt lắm, nó giòn. Hái luôn ha. Bẻ cái cành này đi. Wow, nguyên một chùm ở đây dễ thương quá. Một trái. Ở đây nữa đó, thêm vô một trái ớt chuông. Hôm nay vui quá à. Ở đây nữa, đây có trái hai luôn, dính bụi buồn không à. Wow, ok, hai trái ớt chuông đẹp chưa. Dâu nữa nè đó, hai cái rổ thường. Lạnh có trái nào thì hái hết vô. Xào thịt bò ăn, xào với cần, với tôm, với chút xíu cà chua, với thịt bò. Ngon lắm. Nè, nè, nè. Trái này. Non mướt ha. Wow, đã chưa? Mấy ngày không được hái trái cây, hôm nay hái thiệt là mê con mắt ha. Còn nữa, đây trái này hái luôn. Không kịp chín thì mình ăn non. Xào ăn cũng giòn rụm, ngọt thì là ngọt. Nhưng mà nó ít cái vị hăng các bạn, ít hăng lắm. Đó, kết quả hôm nay hái thiệt là vui các bạn ơi. Được chừng này dâu nè. Đó, ngon nghe. Có dâu của tiệm thế giới cây cối nữa. Rồi, đây. Chừng đó cà chua, ớt chuông, cà chua bi, cà chua đen. Đã quá các bạn. Rồi hôm nay mình ra vườn hái được chừng này thôi các bạn. Hẹn hôm sau mình sẽ hái tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.